Mày chứ đi mày. Game không? Tiếp. Bảy con nói ra. Rồi mình cắt chữ sắt rồi. Mình mắm cắt chữ cho nó. Chị tôi cũng không thích sẽ xế. Vẫn đây prompt phải chụp thọt đấy.
Chuyện là bạn tao tăng một đọc rồi. Hả? Tên gì? Mà hả? Bạn kịp tiền tách khuôn hả? Cho nên vậy vậy nha. Bạn mình không phê. Heo hả? Không đưa một phần đi. Để mình mong thỏa đi đây một phần. Bạch lỗ, yên lặng đặt muối cho chân nhau.